thì cũng có, cũng có người đòi mua rồi, mấy người lớn, nhưng mà anh không có bán. Có một anh thì lại chắc cũng khoảng 5-6 lần để năn nỉ bán, nhưng mà mình không bán, tại vì nó là một trong chiếc xe mà đầu tiên mà hai vợ chồng mua được. Trước đó thì hai vợ chồng anh thường đi bằng xe máy, nhưng mà sau này thì cũng có suy nghĩ tới là sẽ có con á, nên mình hai vợ chồng cũng dần dần mua được một chiếc xe để sau này đi thì đi chung với con hơn. Trước đó thì anh cũng có nhắm tới nhiều xe lắm, như Kia Morning, Bus, nhưng khi vào trong rồi thì nó rất là chật. Còn xe này thì cũng tình cờ thôi, tình cờ thì anh đi chơi với một người bạn, mà người bạn nó cũng có một chiếc Suzuki Wagon G này luôn. Thì anh vào xe thử thì thấy bên trong thì nó rất là thoáng, nên yêu từ dạo đó luôn. Chi phí mình làm ra thì tầm khoảng vài chục thôi. Còn lúc đầu anh không biết á, thì anh bị nhiều cái lắm nên chi phí nó ra hơi cao. Nói về xe nữa thì khó nhất là cái phần cái ba ga mui với lại cái thiết kế cầu thang. Tại vì mình thiết kế làm sao mà cho nó đúng quy chuẩn với lại quy cách mà của lúc mà đăng ký xe, với lại nó hợp pháp. Tại vì Việt Nam mình thì cái làm ba ga mui với lại cái này thì nó không có cho. Mình phải thiết kế làm sao mà để cho nó hợp. Cái lúc đó thì mọi người ngạc nhiên lắm, ai cũng hỏi hết trơn á. Tại vì hỏi là làm như vậy thì đăng kiểm như thế nào, rồi khi mà hạ yên á, rồi xong cái nó chịu lực như thế nào. Nhưng mà đa số thì mọi người thích thôi.